Chúc mừng năm mới 2023 tất cả các bạn. Ở dạng Landmay Full Red này thì cơ bản nó cũng giống như dạng bình thường thôi. Phần thân chính vẫn sử dụng lại chiếc Machine Fire. Tuy nhiên lúc này chiếc Mash, Stroller và Roland sẽ chuyển thành màu đỏ. Và khi chúng nó hợp thể lại với nhau sẽ tạo thành một con robot full đỏ nhìn khá là bùng cháy đó các bạn. Theo mình phần mặt của dạng Landmay này có phần hơi bị ngố một chút. Nhưng xét về tổng thể và đối với một người yêu thích màu đỏ như mình thì con robot này cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt luôn các bạn ạ. Các bạn nghĩ sao về mẫu Landmay Roland Full Red lần này? Hãy để lại một bình luận bên dưới nha. Mình Phúc Lector vừa sưu tập, vừa review và hôm nay